đi mua bánh mua chiên đi. Thế là hôm nay con sẽ cho mami biết một loại bánh vừa đáp ứng cả mochi cả trung thu của mẹ. Uầy, đâu có loại bánh đấy đâu, mang đây xem nào. Này, chém gió. Thôi. Này, con có biết không? Ngày xưa ấy, thì bây giờ như bánh trung thu có thể anh ăn quanh năm. Nhưng mà ngày xưa bánh trung thu là chỉ đến ngày trung thu mới có bánh ăn. Nên là ngày xưa mẹ là đứa tham ăn. Mẹ luôn luôn ao ước cái bánh trung thu sao nó không to ra và nó được kiểu hoặc là mẹ được cho nhiều hơn nhé. Ước mơ thành hiện thực. Bây giờ những cái bánh trung thu nó to như cái mặt mình luôn nhé. Ôi to như cái mặt thế này. Wow. Thơm thế. Không, chưa gì nhưng mà mẹ đã thấy mùi cũng khá là ok nha. Thơm. Rồi, trong này chắc chắn sẽ có nho khô. Ừ, gì nhỉ? Bây giờ... Ủa nhưng mà... Không phải không? Không mang ra không cho mẹ? Bẻ tay. Bẻ tay á? Ăn thế nó mới ngon. Chưa ạ? Bền nha. Trời, đây là một hai em bảo quản. Đây, một chiếc bánh trung thu. Dẻo chưa? Có mochi dẻo trứng muối nhá. Thực ra ăn bánh trung thu ấy, mẹ rất thích ăn bánh trứng muối. Nhưng mà kiểu mẹ lại cũng rất thích cái vị của... Cái này là đậu đỏ trứng muối à? Ừ, đậu đỏ trứng đó. Rất thích cái vị của cả thập cẩm. Nhưng mà trứng muối vẫn ngon con ạ. Dù sao cũng cả bốn con gái nhá. Đang thèm vừa đang xem bánh mochi ngon quá, ăn thử nào. Chưa đến trung thu mà đã bánh trung thu ăn rồi đấy. Ngon nha. Bánh, cái vỏ bánh này rất là mỏng. Đậu đỏ mềm. Mochi dai dai. Nhưng mà mẹ thích thì thấy cái trứng này rất là thơm. Con chưa ăn một trứng. Khổ tâm quá, con miếng trứng mẹ lấy mất. Sao? Cho mẹ đi ý kiến nào. Ngon không? Ngon đấy. Rồi đang mình chưa ăn được mà. Ngon dai dai ấy. Nhờ. Mochi dai. Ngon thật. Vỏ bánh rất là thơm. Mà vỏ bánh mỏng, mày thích ăn vỏ bánh mỏng không? Nó không ngọt. Không bị ngọt. Đúng rồi, bên trong là môn là nhân, có vẻ là có cả khoai môn với lại đậu. Khoai môn, mấy cái tên đậu bỏ ấy. Ừ. Được. Ngon.